Australia và Việt Nam tiếp phát sóng chậm 10 phút. Kết quả trận đấu giữa tuyển Australia với Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á trên sân vận động Melbourne Rectangular đã không có bất ngờ nào xảy ra khi đội tuyển Việt Nam đã đẩy thua đội tuyển chủ nhà với tỷ số 0-4. Tuy nhiên, khi trận đấu diễn ra, nhiều người đã đặt lý do tại sao trận đấu bóng đá lại được phát sóng chậm hơn 10 phút so với dự kiến. Trước đó, theo kế hoạch, trận đấu giữa Australia-Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 chính thức diễn ra lúc 16:10 giờ Việt Nam. Ngay sau khi trận đấu lên sóng truyền hình, các diễn đàn thể thao và người hâm mộ đã nhận ra đài truyền hình đã trực tiếp trận đấu chậm 10 phút so với thực tế diễn ra trực tiếp lúc 16:20. Thông tin này ngay lập tức nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả hâm mộ bóng đá. Liệu rằng có sự sai sót về kỹ thuật gì hay không của đài truyền hình dẫn đến việc tiếp sóng muộn? Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn đến việc tiếp sóng và trực tiếp trận đấu chậm 10 phút không phải xuất phát từ sự cố kỹ thuật mà là xuất phát từ đề nghị của Đại sứ quán Việt Nam tại Australia nhằm đảm bảo an ninh quốc gia. Các nhà đài khi tiếp sóng chậm sẽ có đủ thời gian xử lý những tình huống ngoài ý muốn. Vậy tình huống ngoài ý muốn và ảnh hưởng đến an ninh quốc gia ở đây là gì? Được biết trước trận đấu diễn ra, cảnh sát Melbourne Australia đã thu được một số lá cờ ba sọc, quốc kỳ của chế độ ngụy quyền Sài Gòn trên sân vận động Melbourne Rectangular vào thời điểm diễn ra trận đấu. Và đây chính là nguyên nhân thực sự để tiếp sóng trực tiếp muộn trận đấu. Trước đây, việc các tổ chức, đối tượng chống phá trong nước lợi dụng các vấn đề liên quan đến tự do, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo thực hiện hành vi chống phá thì không lấy làm lạ. Tuy nhiên, việc các đối tượng lợi dụng một hoạt động thể thao đã cố tình mang lá cờ thay ma của chế độ Việt Nam Cộng Hòa để giơ lên khi cổ vũ nhằm thái độ phản đối đội tuyển Việt Nam, qua đó cố tình quảng bá cho tư tưởng chống cộng là điều không thể chấp nhận được. Và thực sự khá khen cho cách xử lý của lực lượng chức năng Australia khi thu dọn các giải rác được giới chống cộng đưa vào sân vận động quốc gia và cơ quan ngoại giao Việt Nam trong việc ứng phó kịp thời để không xuất hiện hình ảnh lá cờ thay ma trên sóng truyền hình trong một trận đấu của đội tuyển quốc gia. Và chắc hẳn tất cả người dân Việt Nam chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy lá cờ thay ma của Việt Nam Cộng Hòa xuất hiện trên sóng truyền hình trong trận đấu có sự tham gia của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Nếu không có sự xử lý kịp thời trên, thì chắc hẳn giới chống cộng ở hải ngoại và trong nước sẽ hoan hỷ lắm khi thấy hình ảnh lá cờ thay ma của chế độ Việt Nam Cộng Hòa trên sóng truyền hình của một trận đấu của đội tuyển Việt Nam. Và nếu điều đó xảy ra, thì giới báo chí phản động chắc hẳn sẽ sôi động lắm. Nhưng điều đó chỉ có thể là mơ của đám ba que mà thôi. Ai cũng biết, Australia là nơi có cộng đồng chống cộng đông thứ hai thế giới sau Mỹ. Nhưng hành động kiểu chụp giật như thế này, xem ra đám chống cộng ở nước ngoài tuyệt vọng như thế nào trong việc chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, không thể đi đường đường chính chính mà phải dùng chiêu hèn kế bẩn để thực hiện.